và có một cái sự việc uh, diễn ra trong thời gian uh, gần đây, mới ngày hôm qua thôi vào sáng ngày hôm qua thì lực lượng kiểm tra liên ngành thuộc Ủy ban nhân dân của phường Định Công Hoàng Mai đã xuống ngõ 245 của phố Định Công để kiểm tra và bắt uh, quả tang và xác minh xử lý một nhóm người dân đang tụ tập để tập thể dục uh, trong cái thời gian giãn cách xã hội và bất ngờ một điều là họ tụ tập ở ngay tại nghĩa trang quý vị ạ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác nhận có một nhóm người đang tập thể dục như đánh cầu lông chơi bóng đá. Và đáng chú ý có nhiều trẻ em đang vui chơi tại đây, tất cả đều không đeo khẩu trang và không có lý do ra đường chính đáng. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu nhóm người trên về trụ sở công an phường để lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, phường Định Công cũng đã khắc phục ngay việc chốt cứng, lập rào trắng tại các cổng phụ của chợ xanh sau khi tiếp nhận phản ánh từ báo chí về việc nhiều người dân và tiểu thương mua bán qua rào trắng của chợ không đảm bảo quy định phòng chống dịch.